bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Lộ lý do David De Gea sẽ ở lại với MU. Quỷ đỏ nhận lời khuyên từ trường hợp của Jadon Sancho. MU đạt thỏa thuận chiêu mộ thần đồng Watford. Vụ mua bán MU lại có biến. Bayern Munich phá mục tiêu lớn của Man United. Lộ lý do David De Gea sẽ ở lại với MU. Theo Mirror, huấn luyện viên Erik ten Hag không có quá nhiều tiền để mua sắm cầu thủ ở hè 2023, nên ông có thể giữ chân thủ môn David De Gea. Tương lai của cầu thủ người Tây Ban Nha được quan tâm rất nhiều. David chỉ còn hợp đồng với Quỷ Đỏ đến hết tháng 6. Nhưng một bản giao kèo mới vẫn chưa được thông qua. Phía MU sẵn sàng gia hạn với cựu sao Atletico Madrid, nhưng họ muốn anh phải giảm lương. MU muốn De Gea giảm tới 40% lương từ 375.000 bảng một tuần xuống còn 200.000 bảng một tuần. Nhưng thủ môn người Tây Ban Nha không chấp nhận điều đó và có tin cho rằng De Gea có thể trở lại Tây Ban Nha hoặc cập bến Ả Rập Xê Út theo dạng chuyển nhượng tự do để nhận lương khủng. MU đã đưa nhiều thủ môn hàng đầu vào tầm ngắm thay thế De Gea, trong đó có Onana của Ajax, Pickford của Everton hay Diego Costa của Porto. Mới đây nhất, theo Mirror, huấn luyện viên Ten Hag không có quá nhiều tiền để mua sắm cầu thủ hè 2023 nên ông có thể giữ thủ môn David De Gea. Theo nguồn tin trên, huấn luyện viên người Hà Lan chỉ được cấp 120 triệu bảng để mua sắm ở hè 2023, nên ưu tiên đầu tư cho các vị trí cần thiết hơn thay vì mất một khoản đáng kể vào việc mang về một thủ môn mới thay De Gea. MU sẽ cải thiện lời đề nghị gia hạn với De Gea, sau đó họ sẽ đáp ứng mức lương 250.000 bảng một tuần cho anh. Ở bản giao kèo mới, cầu thủ sinh năm 90 ưu tiên tiếp tục chơi bóng tại Old Trafford và anh có thể chấp nhận lời đề nghị mới nhất từ phía nửa đỏ thành Manchester. Hiện quá trình đổi chủ của MU vẫn chưa diễn ra thành công. Ông Ten Hag ưu tiên mang về một trung phong hàng đầu, bên cạnh bổ sung thêm một cầu thủ cho tuyến giữa ở hè 2023. Ngoài số tiền 120 triệu bảng được cấp, họ có thêm ngân sách nhờ việc thanh lý cầu thủ. MU nhận lời khuyên từ trường hợp của Jadon Sancho. Cựu cầu thủ Stan Collymore khẳng định MU nên trao thêm cơ hội cho Jadon Sancho, cầu thủ gây thất vọng rất lớn từ khi tiến vào Old Trafford. Jadon Sancho từng là một trong những cầu thủ nổi bật nhất ở Bundesliga trong màu áo của Dortmund. Anh ghi bàn và kiến tạo đều tốt. Họ đã theo dõi ngôi sao người Anh trong một thời gian, sau đó đồng ý chi 73 triệu bảng đưa anh đến Old Trafford. Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng Jadon Sancho chưa cho thấy khả năng của mình. Mùa giải vừa qua, anh thậm chí bị huấn luyện viên Ten Hag đẩy tới Hà Lan tập luyện, qua đó lấy lại thể trạng và tinh thần tốt nhất. Sau khi trở về MU, Sancho được trao cơ hội ra sân nhưng tiếp tục gây thất vọng. Đã có tin đồn cho rằng họ chấp nhận bán Jadon Sancho cho Tottenham với giá 45 triệu bảng. Newcastle và Everton thì cũng theo sát cầu thủ sinh năm 2000. Mới nhất thì cựu cầu thủ Stan Collymore khẳng định MU nên trao thêm cơ hội cho Jadon Sancho. Ông nói: "Tôi là một fan của Sancho và tôi vẫn nghĩ rằng cậu ấy có thể tạo ra khác biệt cho MU. Rõ ràng Sancho vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng sau khi chuyển từ Dortmund 2 năm về trước. Nhưng cậu ấy năm nay mới chỉ 23 tuổi và cậu ấy có thể hoàn thiện khả năng của mình. Sancho cũng còn tới 4 năm trong hợp đồng với MU và tôi nghĩ rằng họ nên trao thêm cơ hội cho anh ấy. Sancho tài năng nhưng có vẻ cậu ấy gặp vấn đề về tâm lý. Nếu giải quyết được vấn đề này, cậu ấy có thể chứng tỏ được những gì tốt nhất. Họ nên trao cơ hội cho Sancho ít nhất 1 năm trước khi tôi nghĩ đến những động thái chuyển nhượng." MU đạt thỏa thuận chiêu mộ thần đồng Watford. MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thần đồng 16 tuổi Harry Ahmad của Watford với mức phí chuyển nhượng không đáng kể. Tờ The Atlantic của đưa tin, Man United chuẩn bị chiêu mộ thành công hậu vệ trái 16 tuổi của Watford là Harry Ahmad. Cầu thủ trẻ này đã đồng ý ký vào bản hợp đồng 4 năm với Man United. Watford sẽ nhận được một khoản phí bồi thường cho thương vụ chuyển nhượng này. Harry được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của Watford. Cầu thủ này đã ra mắt đội U15 của Anh ở tuổi 14 vào tháng 12 năm 2021. Hiện tại Amas đang thi đấu cho đội U16 Anh. Harry từng ngồi dự bị ở trận đấu của Watford tại vòng 3 FA Cup gặp Reading hồi tháng 1 khi mới 15 tuổi. Anh thường xuyên ra sân cho đội U18 của Watford mùa trước. Ngoài ra Harry Amas cũng có những lần ra sân cho đội U21. Cầu thủ trẻ này từng tạo ra những màn trình diễn ấn tượng trước Everton và Arsenal tại FA Cup. Nếu gia nhập Man United, Harry Ahmad nhiều khả năng sẽ chơi cho đội U18. Trang Transfermarkt đánh giá thương vụ MU chiêu mộ Harry Ahmad có khả năng thành công lên đến 95%. Đây nhiều khả năng là tân binh đầu tiên của MU ở kỳ chuyển nhượng hè này. Màn đỏ đang trải qua một kỳ chuyển nhượng vô cùng im ắng. Cả ở chiều sâu lẫn chiều đi, dường như thương vụ đổi chủ tốn nhiều giấy mực ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng. Với nguồn tài chính chưa được xác định, MU vẫn chưa thể gửi những lời đề nghị đủ tốt để đem về những tân binh. Vụ mua bán Man United lại có biến. Chủ sở hữu hiện tại của MU lúc này là nhà Glazer bất ngờ không đồng ý cấp độc quyền cho phía bên Sheikh Jassim hay Sir Jim Ratcliffe. Theo truyền thông nước Anh, không chỉ fan MU hay huấn luyện viên Ten Hag sốt ruột,
Việc nhà Glazer tiếp tục kéo dài thời gian bán MU khiến các tỷ phú Qatar Jassim và Sir Jim Ratcliffe cảm thấy thất vọng và muốn bỏ cuộc. Theo thông tin mới đây nhất, chủ sở hữu hiện tại của MU lúc này là nhà Glazer bất ngờ không đồng ý cấp độc quyền cho phía bên Sheikh Jassim hay Sir Jim Ratcliffe, khiến cho các cuộc đàm phán giữa các bên có nguy cơ rơi vào ngõ cụt. Thời gian qua rộ lên thông tin tỷ phú Qatar giành chiến thắng trong việc sở hữu MU, nhưng thực tế cuộc đàm phán giữa các bên cho tới lúc này vẫn chưa ngã ngũ, thậm chí có nguy cơ đổ bể. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ là nhà Glazer nằm câu lạc bộ thì fan mừng mơ mộng viển vông Mbappe hay Neymar gì cả. Chắc chắn là họ không có ý định gì với Mbappe hay Neymar vì chúng tôi biết nhà Glazer đi theo một hướng khác. Cũng liên quan đến MU, trang Gazzetta dello Sport loan báo khả năng Nicolò Barella gia nhập MU cao hơn bất cứ câu lạc bộ nào khác ở thời điểm hiện tại. Gần đây có thông tin Newcastle đang thương thảo ký hợp đồng với Barella khi đội bóng này đang có mặt tại sân chơi Champions League mùa tới. Tuy nhiên nguồn tin uy tín cho hay là đội bóng của Ten Hag mới là những người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành tiền vệ Inter Milan. Barella đạt phong độ cao mùa giải vừa qua, đóng góp 9 bàn cùng 10 kiến tạo trong 52 lần ra sân cho đội bóng áo xanh. Anh hiện vẫn còn 3 năm trong hợp đồng với Inter Milan và vẫn đang đề ngỏ khả năng tiếp tục ở lại với đại gia của bóng đá nước Ý. Bayern Munich phá mục tiêu lớn của Man United. Bayern Munich đang đưa ra một đề nghị với số tiền khổng lồ là 105 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao của Barcelona là Frankie de Jong, hớt tay trên của Man United. Đội bóng nước Đức quyết tâm tăng cường đội hình và đã nhận ra tiền vệ người Hà Lan là mục tiêu quan trọng. Theo ấn phẩm El Nacional, Bayern Munich trải qua một mùa giải thiếu sức sống với nhiều điểm yếu trong giải đấu và sớm bị loại khỏi Champions League và Cúp Quốc gia Đức. Do vậy, Thomas Tuchel và ban quản lý câu lạc bộ rất muốn thực hiện những bổ sung đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo The Bill, ông Tuchel đã chọn Frankie de Jong là một cầu thủ phù hợp với chiến lược bóng đá của mình tại Allianz Arena. Tuchel đã thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ này trong thời gian ông làm huấn luyện viên Chelsea. Tuy nhiên, Barcelona đã quyết giữ chân de Jong dù gặp khó khăn về tài chính. Giờ đây, chỉ sau một năm trôi qua, de Jong đã tỏa sáng tại Barcelona. Tuchel đang cố gắng một lần nữa để có được sự phục vụ của tiền vệ tài năng này. Tuy nhiên, giá trị của cầu thủ người Hà Lan đã tăng vọt và số tiền 85 triệu euro mà Chelsea đề nghị trong mùa hè trước đó là không có đủ. Vì vậy, Bayern Munich sẵn sàng đưa ra một đề nghị đáng kể là 105 triệu euro. Mặc dù đề nghị có vẻ hấp dẫn, nhưng Barcelona rất ít khi chấp nhận ý định để de Jong ra đi. Với sự cập bến của Ilkay Gundogan tại gã khổng lồ xứ Catalan, huấn luyện viên Xavi hình dung ra một bứ tứ tiền vệ gồm De Jong, Pedri, Gavi và Gundogan. Tiền dư hùng mạnh này có thể so sánh với những đội bóng hàng đầu tại châu Âu và việc bán De Jong sẽ làm suy yếu hàng tiền vệ của Barcelona và làm trầm trọng thêm vấn đề xoay tua sau khi Busquets rời đi. Xem xét đến ý định của Barca, dường như không có khả năng chủ tịch câu lạc bộ Joan Laporta sẽ xem xét đề nghị của Bayern Munich, bất kể số tiền đó lớn đến đâu. Trước đây thì Màn Đỏ cũng đã thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ Hà Lan sau khi huấn luyện viên người Hà Lan Erik ten Hag đến Real Trafford, nhưng những nỗ lực của Quỷ Đỏ cũng bất thành. Và với số tiền khổng lồ cho học trò cũ, huấn luyện viên người Hà Lan ten Hag đến Old Trafford và chắc chắn phải chịu thua Bayern vì không muốn phá vỡ ngân sách của đội chủ sân Old Trafford trong thời điểm nhạy cảm chờ chủ sở hữu mới. Trong cuộc chạy đua chuyển nhượng để làm chung giải quốc nội và chinh chiến tại Champions League, theo thông tin từ AS, Real Madrid và Barcelona đang nhắm đến tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ là Arda Güler. Tài năng trẻ này có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 17,5 triệu euro với Fenerbahce. Tiền vệ tấn công 18 tuổi đã thu hút sự quan tâm từ hơn 12 đội bóng khác, cho thấy sự công nhận rộng rãi về tiềm năng của anh, ham muốn có cơ hội mới. Güler thấy điều khoản phá vỡ hợp đồng có giá phải chăng của mình có khả năng rất tốt cho các đội châu Âu nhờ vào khả năng triển vọng của mình. Mặc dù thường hoạt động ở cánh phải của một hàng tiền vệ 4 người, nhưng tiềm năng thực sự của anh có thể nằm ở vị trí số 10. Nhìn vào tuổi tác của Güler, anh vẫn có khả năng phát triển và hoàn thiện kỹ năng. Tuy nhiên, cuộc đua để có được sự phục vụ của Güler đang ngày càng gay gắt khi những ông lớn Tây Ban Nha cạnh tranh nhau.